Rồi, hello mọi người. Sau khi xuất phát từ 4 giờ sáng, đợi một bạn ở dưới Tiền Giang lên và đi qua quận Nhất, đón một bạn ở quận Tư Chinh. Mình sẽ đi hướng về Đà Lạt kèm cho hai bạn bổ túc nâng cao kỹ năng lái đường trường, đường đèo, đường dốc, đường xa, kết hợp du lịch, kết hợp giữa hai bạn. Thì nói chung đường lên Đà Lạt nó dễ lắm các bạn, dễ lắm. Đèo đâu có sợ, sợ nhất là ở đây nè. Đó, các bạn sợ nhất là ở đây. Hiện tại giờ đang ở Đồng Nai, đang ở Đồng Nai, quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt. Thì khúc này là khu dân cư cực kỳ đông và chợ cực kỳ nhiều và nhà thờ cũng quá trời luôn. Đó. Thì ai đi ngang đây cũng đều sợ, những xe tải xe kia cũng sợ hết. Thứ nhất, xe gắn máy băng qua băng lại vô tư, nên các bạn nhớ cẩn thận cái vấn đề ở đây. Đông vui, nói chung là đông vui đỡ buồn ngủ. Xe cộ nhiều lắm, xe khách nè, các kiểu luôn nè, đó, nhà thờ quá trời luôn nè, gầu ông kia ông làm gì, ông ấu hay gì, đổ nước gì. Xe máy đó thấy không, những tay đùa. Thì trên quốc lộ 20 này tốc độ nghiêng qua phải chút xíu. Rồi đi đạp ga nhẹ qua ảnh luôn. Đúng. Đó, đây là Thống Nhất, Đồng Nai, Gia Kiên, tốc độ 50 này, Gia Yên, này Thống Nhất, Đồng Nai. Hiện tại mình đi qua khu vực khu dân cư đông đúc, nhiều xe cộ đến nỗi mà anh xe bên kia phải bóp kèn liên tục luôn, thấy không, anh dẫn đường mình đó, chứ mình đi trước mình mệt lắm á, người ta không có nhường mình đâu. Có anh xe bên này người ta còn ghén ghén, người ta sợ. Chút xíu nữa ba thầy trò mình sẽ ghé đúng giờ ăn sáng. Mình đã cà phê rồi, hồi nãy có ghé bên cao tốc, mình chỉ có vô đó là mình uống cà phê Trung Nguyên thôi, rồi vệ sinh này nọ, rửa mặt rồi đổi tay đi tiếp. Bây giờ mình sẽ di chuyển lên qua khó mịt mù luôn, đeo khẩu trang vô. Các bạn nào mà mở gió ngoài là tới công chuyện. Cái mùi khói nó vô trong luôn nha, gió ngoài vô trong nha. Lâu lâu lấy gió ngoài, chừng nào không khí đẹp lên đèo này nọ lấy gió ngoài cho sạch xe, lấy trong nó lòn tới lòn lui ha, có mùi hôi trong xe thì nó lòn tiết. Giữ khoảng cách an toàn. Các bạn thấy không, xe trước đi mình không có vượt được, lý do tại ở khu vực này, khu vực dân cư. Mở xe nhanh phải rồi đi tiếp, rồi em đạp ga bình thường đi qua luôn á thầy, di chuyển vô trong nữa, đạp ga đi nữa. Đó rồi em mở lại xe nhanh trái lại đó, tại vì xe quẹo là mình có thể di chuyển vô trong được mà, đúng chưa? Cho dù đây là làn xe gắn máy đi nữa, có xe quậy đổi hướng là mình có thể di chuyển trong nó giảm như mình né. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ nó chẳng hạn như lên liền đi, nhưng mà có chướng ngại vật đó mình cũng phải di chuyển qua ngoài, đúng không? Ai bắt bẻ bài đó. Hồi nãy giống như là xe đó đi 50 mình không thể nào vượt, lý do là xe trước đi tốc độ đúng cho phép khu dân cư, thì mình vượt là mình sẽ quá tốc độ thôi, mình cứ đi đều thôi. Nhớ xuống giấc mơ. Rồi nhớ để ý hai bên nha, băng qua nhiều lắm á. Rồi em đi tiếp đi, đạp ga nhẹ. Cái mạnh dạn lên nghiêng qua trái, đi tiếp. Đây thầy còn sợ nó chi vậy. Rồi tiếp tục. Những để ý hai cánh hai bên ha. Cũng là 50.
Đó các bạn thấy không? Nên khi mình đi 300 mấy km mà lên đó nó khoảng 9-10 tiếng. Lý do là sao? Hạn chế tốc độ rất nhiều, đường đèo dốc, và thứ hai các bạn sẽ gì không ít vượt. Gia tốc thì cũng chạy vừa thôi chứ không có cao. Nên lâu, còn chỉ có bằng đêm khuya không có xe thì các bạn mới đi nhanh được. 50 nha. Đang đổ dốc nha. Có nhiều trường hợp đó. Các bạn đi đúng 50 nhưng mà đổ dốc nữa nó sẽ lên ha. Chạy được qua. Không kệ, em cứ đi bình thường thôi, xe kêu qua tự qua chứ mình đâu vô được, đúng không? Mình đã vô sát rồi. Em hiểu vấn đề không? Rồi giảm là nhẹ cái cho nó qua nè. Đó, rồi đi tiếp. Lý do mình phải định hướng nè, khi nó vượt lên có xe kia đổ xuống đúng không, thì bắt buộc xe này một là nó dừng lại bên đó luôn, hai là nó sẽ ép mình vô, giống như xe hồi nãy xe khách. Thì lúc này làm gì? Mình gà hắn nhẹ lại, mình ép nhẹ vô trong chút xíu nè, mình nhường cho người ta lên, người ta vô, đúng không? Chứ mình chen lên người ta ép luôn á, tại người ta đối đầu mà, thấy không? Rồi thấy cái biển báo gì chưa? Hết khu dân cư. Đúng rồi, cái biển báo này thầy thích lắm nè, mấy bạn đều thích lắm nè. Rồi đi đi, đạp ga nhẹ vài ngàn là mình đạp. Thì hết khu dân cư này mình tốc độ được bao nhiêu? 60 Nhiêu? có thể. Trời ơi, nó học xong rồi lý thuyết nó dục đâu hết rồi. Nhiêu ta? 80 à? Lộn hoài. Ngoài khu dân cư không có giải phân cách cứng là À. được 80. Thấy không? Còn trong khu dân cư không có giải phân cách cứng là được 50. Đó, rồi chậm thôi, nhiều khi tình huống này bị nóng tính là mình sẽ vượt qua là tới công chuyện, hiểu chưa? À, mình phải đặt vấn đề, mình phải coi cái nhíp xe nó có nặng hay không, xe nó có chở nặng hay không, mình tại sao nó chạy kiểu này. Đó, có nhiều cái mấy bạn sẽ bị gài, đúng không? À, có nhiều trường hợp là xe người ta lên cao quá, người ta chạy không nổi, hiểu không? Em chỉ cần vượt qua là em tới công chuyện. Chừng nào không thấy được cái vạch liền thì mình có thể di chuyển. Rồi mở xi nhan trái, từ từ qua. Thôi tắt xi nhan đi, nãy nó có biển cấm đúng không? Rồi nhiều khi cái vạch đứt khúc nhưng mà nó có biển báo cấm vượt thì các bạn cũng chưa được vượt đó nha, các bạn để ý nha. Đó, thấy đa số giờ xe vượt trong phải không, thấy không? Rồi đi tiếp. Nãy thầy quên để ý coi nó có nãy có biển cấm vượt hay không. Rồi chừng nào muốn vượt là phải có biển báo hết cấm vượt mới được. Thấy chưa? Ở sao tại sao ở sao người ta chưa vượt, không dám vượt, xe tải cũng không dám vượt luôn các bạn. Không dám vượt trái luôn. Trên kia nó không có xe, ít xe luôn á mà người ta vẫn chưa cấm vượt. Lý do nãy mình quên cơ bản, nếu mà mình thấy bản là mình cho học viên vượt luôn. À, giờ chắc cú là mình cứ đi vậy thôi. Tại sao mà mấy anh xe tải vượt trong không vượt ra ngoài? Thấy không? Mà đường trống nữa, phải hiểu vấn đề. Đó, các bạn lưu ý vấn đề đó nha. Nhiều các bạn chạy tốt nhưng các bạn không quan sát mà các bạn bị gài ấm mức lắm. Giảm lại đó, thấy chưa? Rồi đi tiếp. Trời ơi mấy ảnh vượt sướng này chứ, có muốn giống như mấy ảnh vậy không? Chưa thầy ơi. Chưa phải không, là phải luyện tập nhiều không, xem nhiều. Có ai xuống như ông này ông ngủ à. Bạn đó là ở dưới Tiền Giang lên ha, đã lái được một đoạn rồi, giờ đổi tài, bạn tranh thủ bạn ngủ một chút xíu rồi đổi tài rồi chạy tiếp. Đi từ 1 giờ sáng chạy lên chỗ mình 3 giờ mấy, chạy qua đây 4 giờ cứu bạn này là mình đi vừa. Xe đó hình như nó không có chở hàng nhiều, nhíp chân cổ cơ. Em bắt tắt, em tắt đèn đi, tắt mốc đất rồi. Rồi đúng rồi, mình để chế độ đèn sương mù. Đó, chuẩn bị mình hướng về định quán. Tốt, ha, vạch liền ha.
tiếp tục đạp ga ở đều, ga đều. Gì để mình lên kia mình thấy cái bảng để mình giảm tốc độ tiếp. Yeah. Tập cho nó quen. Rồi thấy gì chưa? Thấy biển gì chưa? Đông dân cư. Rồi, ga thẳng nhẹ lại vậy thôi. Đây là được 50 thôi. Thôi, thấy đường chống chống đạp là tới công chuyện nha. Rồi đi đều chân ga đó, cái quan trọng nhất là cái 50 mình xử lý làm sao đừng có quá tốc độ ha. À, học sinh băng qua đường à, cẩn thận nghiêng qua phải chút xíu đẹp, rồi nghiêng lại bên trái, rồi đi tiếp, đi hai bên, rồi đi tiếp, đạp ga lên nữa đó, đúng rồi. À, tiếp tục anh ở sao mới thông cảm nha, tao mới rồi cho tao vượt luôn đó, anh nóng tính rồi đó, nhiều khi anh nóng tính quá cái mình cản không, mà tại cho mình đi 50 mà dưới 50 chút xíu à, anh nóng tính quá, anh vượt qua anh quá tốc độ bắt lỗi, giờ lỗi vô mình đúng không. Rồi chút xíu mình sẽ chạy đến qua cầu La Ngà đi ha, phía bên phải nó có những quán ăn á. À, dân địa phương á mình sẽ ăn đó. Yeah. Ngon rẻ đó. Để bên trái đó quyền hội, ok nghiêng qua trái chút xíu đêm, giờ đi tiếp đạp ga nhẹ. À, sợ rồi, khu vực này là sợ rồi, đi đạp ga đi, sợ băng qua băng lại nè đó, thấy không? Đi đi đi, cái bình thường người ta thấy mình rồi, sợ nhất là người ta không quay qua người ta ngó mình á. Không, tao băng qua luôn á mới sợ. Còn bây giờ tao quan sát rồi nhá. Rồi qua khúc này là khỏe rồi. Trời ơi. Ừ. Rồi. Kịp. Rồi ra thẳng lại. Cái gì vậy? Đèn gì kỳ vậy? Đợi xanh rồi đi nha. À, nó nhảy ngộ không? Đấy, bậy rồi. Đừng có coi cái dây. Đó, thấy không? Đó, ngon không? Ngon. Đợi cái dây là tới công chuyện là đi là vượt đèn đỏ nha. Lâu lỗi chút xíu rồi, thấy không? Chưa reset rồi. Ừ. À, bậy giờ hay chìm én gì quá trời. Rồi đi, đó, rồi đập ra đều. Ôi dồi, nó đạp cái bật ngửa ra sao luôn. Làm như Rambo. Dạ, tiếp tục đi đều. Nhớ đạp ra đều đều chứ đạp bật ngửa nha. Lamborghini nó không được nha. Xe thầy cũng mạnh lắm chứ nó cũng đùa. Này, biển, phần làn đường ô tô con trong kia rồi ha, các bạn đâu để ý. Nếu mà không có bảng phân làn đường là mình được phép di chuyển vô trong để vượt lên xe trước, còn nếu mà có phân làn đường thì các bạn đừng có vô ha. À, có các bạn đó là các bạn nó thích thú nhất. Ở trước có cảnh sát giao thông nữa đó. Đó, có xe cảnh sát giao thông đó. Cái xe đó kiểu đó giống cảnh sát giao thông. Ở trên đó, thấy không? Rồi đi đi, đạp ga đi. Đạp ga lên. Nữa, rồi, ga lên. Thấy không? Xe trước á nè. Rồi, ga đi. Mạnh dạn lên, đã qua cái biển báo rồi. Ngoài khu dân cư là được 80, em đi cỡ 70, 7 mấy là được. Được.
cái đi đều, đi đều đúng rồi, tốt rồi, đạp ga nhẹ, đạp ga vô, đụng, đạp ga vô, đụng cái cua nhiều khi mình giảm lại bớt, nhưng mà thấy trống thì mình đạp ga vô. Đó, rồi tiếp tục, nhiều khi mình mới mình sợ, thấy không? Sau này các bạn quen rồi các bạn chạy bô cua, các bạn đa số là phải đạp ga thêm nó mới bám đường, nó mới chắc. À, ghê không? Đừng có đạp lố được rồi, lố là đi luôn. Rồi, ga lên nữa, chống thì cái đạp ga. Đừng giống nữa. Không sao, đi đi, em mới đi có 60 à. À. Rồi giữ đó, không đạp nữa. Nhớ không? Để cho nó gia tốc nó lên thôi, không có đạp nữa. Không có đạp nữa là mình dở cái chân ga lên ha. Đó là 80 điều nữa. Anh giao thông anh chạy đi sớm, anh ra đó anh bắn. Tiếp tục đạp ga, đang lên dốc lại. Xuống thì giảm, lên thì đạp xuống. Tiếp tục. Nên coi những cái con đường lên xuống thì các bạn phải biết cái nào lên cái nào xuống nữa nha các bạn ha. Hiện tại bây giờ mình là vẫn ngoài là khu dân cư, nhưng mà đây nó có hạn chế tốc độ 60, thì các bạn phải đi theo đúng tốc độ 60 nha các bạn ha. Rồi khi các bạn đi xong, các bạn nhớ là các bạn muốn đi nhanh là các bạn phải đi kiếm một cái biển báo là hết giới hạn 60 hoặc là hết mọi giới hạn, không hết mọi lệnh cấm á, hết lệnh cấm 60 thì các bạn mới đi lại tốc độ là 80 đổ lại. Đó, các bạn lưu ý nha, tại cái cua này nó gắt quá và nữa thì nguy hiểm nhiều quá đi thì người ta mới đặt cái biển báo là giới hạn tốc độ. Rồi khi mà qua cái cua an toàn đầy đủ thì người ta sẽ mở lại cho các bạn để các bạn đi nhanh hơn. Nên các bạn chú ý vấn đề đây. Thấy không, lấn đường thấy không? Em nghiêng qua phải. Rồi, ít thôi đừng có nhìn nhiều. Em thấy ghê chưa? Ít thôi nhiều quá, em muốn đó là em phải ngó đây nè. Coi có xe hay không? Thấy không? Chứ nhiều khi mình lấn nhiều quá cũng không được. Lúc đó lẹ mắt đó, từ xa nó mở xi nhan rồi, lẹ mắt là ngó này không có xe. Thấy không? Là mình ép dần dần qua. Rồi em cứ đi tiếp. Ở đây nó có những cái khúc này là nguy hiểm, có ba ghê. Con lươn ha, con lươn lăn nè, đó, trụ lăn nè, đó. Thấy không? Di động lấy tay lắc là nó lăn, rồi đạp ga tiếp. Để phòng hờ là những cái xe va chạm qua đó là nó sẽ di chuyển lại, nó không lọt qua đó luôn, đạp ga lên đi. Đó thì quốc lộ 20 là các bạn sợ nhất là đối đầu vậy nè, nhưng quan trọng nhất sợ nhất là cái đường hồi nãy trong khu dân cư là em sợ nhất cái này nè. Băng qua vật lại luôn các kiểu luôn, nhất là thứ bảy giảm lại chút, vẫn là 60 ha, chưa có hết 60 ha. Đó. Đây cái thứ bảy chủ nhật á, người ta chủ người ta đi lễ, người ta băng qua đường nhiều lắm, người ta ga nhiều lắm. Rồi các bạn thấy ghê không? Đó, thấy không, Phương Trang nè, nó không quẩy thì nó quẩy đua cá là các bạn phải cẩn thận nha. Thấy không? Mấy anh Phương Trang này khỏi nói dầu với Thành Bữ nữa. Thấy không? Mấy anh vừa dãy đua cá là mình làm gì? Nhẹ mình gà thắng lại nhường cho mà ảnh đi qua đi. Mấy cái đuôi ảnh dãy ghê lắm. Ảnh bo đèo mà ảnh muốn nghiêng qua luôn á. Con lăn giống như gọi con lăn hồi chuyển. Rồi tiếp tục, khúc này nguy hiểm nhiều quá, chưa thấy biển báo hết giới hạn. Đây là hết cấm vượt nè, hết vượt, hết cho phép vượt lại, hết cấm rồi. Rồi ở em vừa mới nhắc xong đây, rồi em cứ đi bình thường đi, đạp ga lên, rồi thấy không, an toàn rồi đúng không, đường đẹp đấy không, hết
bỏ cái 60 đi, thấy không? Đó chưa? Là mình được đi tốc độ là nhiêu? 80 độ lại. Đúng rồi, vui 80. Rồi, thôi mình sẽ xin kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn. Nếu bạn nhớ đón xem phần 2, phần 3, phần 4, phần 5, phần 6, phần 7 gì đó. Đúng không? Cho bạn này thì lần đầu tiên mới đi chuyến với mình luôn. Vẫn bộ túc đi Vũng, đi Đà Lạt, chưa đi Vũng Tàu. Còn bạn sao là đã đi Vũng Tàu với mình rồi. Đó. Thì bạn sao là muốn đi một mình, nhưng mà bạn này xin vô đi. Ok, thầy để thầy ghép vô cho, đi cho dễ. Đúng không? Cho mấy bạn trải nghiệm, chứ mình đợi mình từng bạn hơi lâu chút xíu nha các bạn ha. Rồi, bye bye mọi người nha. Mọi người nhớ thấy hay mà nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh nha. Bạn nào coi rồi không? Nhiều bạn lắm, mình thấy luôn, chưa đăng ký, bấm vô đăng ký ở dưới màn hình chút xíu ha. Chính giữa đó có chữ đăng ký, bấm vô một cái là ok. Đừng bấm một lần thôi, đừng bấm hai lần nha. Bấm hai lần là hủy đăng ký á. Rồi, bye bye mọi người.